chứng kiến cách Messi loại bỏ một trong những hậu vệ xuất sắc tại World Cup sau Fazio để kiến tạo bàn thắng ấn định trước Croatia. Bình luận viên Sam Mateva và cựu hậu vệ Lee Dixon trên đài truyền hình ITV chỉ biết tốt lên leo đã gieo rắc phép thuật, trung vệ người Croatia kém Messi 15 tuổi. Với chiều cao 1m85, Fazio cao hơn siêu sao người Argentina đến 16cm và nặng hơn 7kg. Bằng một cách nào đó, một người lớn tuổi và nhỏ con hơn lại đè bẹp gã khổng lồ trong cuộc chiến 1-1 bắt đầu ngay bên phần sân của Croatia. Messi tiếp tục tăng tốc đến tận đường biên trước khi nhả lại hoàn hảo cho Julian Alvarez dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0. Vậy làm thế nào mà Messi có thể làm điều đó? Trong những năm cuối cùng của sự nghiệp, Messi như thể nhắc nhở với thế giới rằng anh vẫn còn nguyên vẹn tốc độ bùng nổ. Những cú lắc hồng xoay người ở tốc độ cao khiến đối thủ khó nắm bắt như tay đấm vợt Mayweather trong thời kỳ đỉnh cao. Để giải thích cho điều này, Jonas Sozo, cựu huấn luyện viên điền kinh nước rút và đang là cố vấn cho nhiều đội bóng ở ngoại hạng Anh, Bundesliga hay giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ, NFL cho rằng Messi có những phẩm chất trời phú. Anh ấy được sinh ra để chuyển hướng. Messi có thân hình dài và đôi chân ngắn, điều đó giúp anh ấy trở nên nhanh nhẹn, Sozo nói. Trọng tâm thấp của Messi cũng là một điểm cộng. Nó không chỉ giúp em Puga vặn và xoay người dễ dàng hơn mà còn khiến leo khó bị đẩy ngã. Về thể chất, Messi có hệ thống phanh tuyệt vời giúp anh ấy có thể dừng bóng nhanh nhất có thể. Hãy để ý rằng những bước chạy của Messi là sự kết hợp giữa vô số lần dừng và chạy cùng lúc. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa khả năng hãm phanh tuyệt vời cùng tốc độ chạy nước rút, Sozo nhận định. Chuyên gia điền kinh miêu tả những pha nước rút như một phương trình gồm phần mềm và phần cứng. Khi xem xét đến sức mạnh, sự dẻo dai và tốc độ ở những hành động cường độ cao, chúng tôi luôn nói về phần mềm và phần cứng. Phần cứng liên quan rất nhiều đến cơ bắp, khớp và các đặc điểm về thể chất. Trong khi đó, phần mềm là nhận thức, hành động và khả năng ra quyết định của bộ não, cố vấn cho nhiều đội bóng ở ngoại hạng Anh cho biết. Không có nhiều ưu thế về phần cứng, do cho rằng phần mềm của Messi chính là thứ thường giúp anh vượt lên dẫn trước những người có thể chất tốt hơn rất nhiều. Messi rất giỏi trong việc kết hợp khả năng bao quát của mình để dự đoán và phản ứng với các chuyển động vi mô từ đối thủ. Anh ấy thường lướt qua hậu vệ với tốc độ vừa phải, khiêu khích họ tiến vào giống như chiếc áo choàng đỏ trong một con bò tót và sau đó tăng tốc bỏ đi khi đối thủ đã cắn mồi. Việc hoạt động ở tốc độ không quá cao giúp Messi có năng lượng để bứt tốc và chuyển hướng loại bỏ hậu vệ. Cựu huấn luyện viên điền kinh nước rút nhận định, hệ thống thần kinh là phần thứ ba của phương trình này và do giải thích rằng đó là thứ kết nối phần mềm của cầu thủ với phần cứng của họ. Robert Moreno, người đã hỗ trợ Messi trong 3 năm với tư cách là trợ lý cho cựu huấn luyện viên Barcelona Luis Enrique, đồng ý và cho rằng chính điều này đã đưa Leo lên một đẳng cấp khác so với đối thủ của mình. Bất kể họ có thể có nhiều lợi thế về thể chất, Messi giống như nhân vật trong phim Ma Trận. Tất cả mọi thứ diễn ra trong tâm trí anh ấy được tua chậm hơn so với những gì đang xảy ra với phần còn lại của thế giới. Anh ấy đã làm điều tương tự trong quá khứ với Jerome Boateng ở Champions League và nhiều hậu vệ nổi danh khác, Moreno tường thuật. Cựu huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha nhận định rút ra kết luận khi Messi ở trong tình huống 1-1, mặc dù hậu vệ đó có thể biết cầu thủ người Argentina sẽ làm gì, nhưng họ không thể ngăn cản được. Vào thời điểm hậu vệ di chuyển, Messi đơn giản đã ở phía trước. Moreno minh họa bằng những bài phối hợp nổi tiếng giữa hậu vệ trái người Tây Ban Nha Jordi Alba và Messi, họ còn là đồng đội ở Barcelona. Messi nhận bóng ở 1/3 cuối sân bên cánh phải và đi bóng. Alba sẽ chạy vào khoảng trống và Messi chuyền bóng vào đó. Sau đó, Alba thực hiện quả tạt. Tất cả các đội ở Tây Ban Nha đều biết chúng tôi sẽ làm điều đó nhưng không ai có thể ngăn chặn nó vì họ đã làm nó nhanh nhất có thể, Moreno giải thích. Kylian Mbappe của tuyển Pháp cũng là một trường hợp tương tự. Mọi hậu vệ đều biết ngôi sao PSG sẽ tăng tốc, nhưng lại không thể ngăn cản vì Mbappe làm điều đó quá nhanh đến mức không thể bị ngăn cản. Messi ở một đẳng cấp khác, vì số 10 của điện thoại Argentina vừa nhanh vừa khó đoán, tôi có thể lường trước Mbappe sẽ chạy bên phải hoặc bên trái và cố gắng ngăn chặn. Nhưng bạn sẽ không biết Messi có thể làm gì bởi vì anh ấy có thể đi bóng, lùi sâu, chuyền bóng. Anh ấy đơn giản rất nhiều phương án để lựa chọn và có thể thực hiện điều đó nhanh đến mức không thể cản phá được, cựu trợ lý Barca khen ngợi Messi. Ngoài ra, Messi còn khiến đối thủ chủ quan bằng cách kết hợp tốc độ tăng tốc cực nhanh với việc di chuyển chậm hơn nhiều cầu thủ khác. Theo Athletic thống kê, Messi đi bộ nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Đến trận bán kết với Croatia, chỉ có Leandro Paredes chạy ít hơn Messi trong số đội hình xuất phát của Argentina. Cần nhấn mạnh thêm Paredes rời sân khi trận đấu vẫn còn hơn 30 phút. Messi làm vậy vì tự biết mình đã 35 tuổi và không thể lặp lại những hành động cường độ cao như trong quá khứ. Mặc dù có vẻ như đang đi bộ nhưng thực tế anh ấy luôn quay đầu lại và phân tích những gì đang diễn ra. Messi vừa chơi bóng vừa phân tích tất cả đối thủ trước mặt và cố gắng tìm ra điểm yếu. Đối với tôi, điều đó là không thể đối với những cầu thủ còn lại.
Mourinho đưa ra luận điểm về cách Messi chơi bóng. 22 giờ tối nay, ngày 17 tháng 12 theo giờ Hà Nội, World Cup sẽ trở lại với cuộc đua giành huy chương đồng giữa Croatia và Morocco. Trong trận đấu diễn ra vào lúc 22 giờ tối nay, ngày 17 tháng 12, Morocco đối đầu Croatia để tranh hạng 3. Sau thất bại có phần chóng vánh ở bán kết, hai đội muốn chia tay World Cup 2022 với một chiến thắng để tri ân người hâm mộ. Đây là lần thứ hai Croatia chạm trán Morocco ở kỳ World Cup này, trước đó hai đội từng hòa không đều trong lượt trận vòng bảng. Hiện tại, có thể thấy khát khao của Morocco lớn hơn Croatia vì họ là đội bóng châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup. Về phía Croatia, tiền vệ khoác áo câu lạc bộ Inter Milan Marcelo Brozovic và các đồng đội đang gặp phải chấn thương. Huấn luyện viên Dalic khẳng định sẽ không mạo hiểm với bất kỳ cầu thủ nào không đạt 100% thể lực. Hãng thống kê Opta nhận định Croatia có hơn 42% thắng so với xác suất hơn 30% của Morocco. 25% còn lại là khả năng trận đấu sẽ kéo đến hiệp phụ. Bất chấp kết quả ra sao, Morocco vẫn là đội châu Phi giành thứ hạng cao nhất trong lịch sử World Cup. Kênh Sky Sports gây tranh cãi khi chọn Harry Maguire đá cặp Josko Gvardiol trong đội hình tiêu biểu World Cup 2022. Đây là cầu thủ Anh duy nhất được kênh truyền hình này chọn. Tuy bị loại ở bán kết nhưng Morocco có 3 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu, gồm hậu vệ phải Hakimi và hai tiền vệ Amrabat, Ounahi. Pháp cũng có 3 người gồm Giroud, Griezmann và Mbappe. Argentina có 2 đại diện là Messi và hậu vệ trái Acuna. Vị trí thủ môn là Livakovic của Croatia. Maguire là cầu thủ duy nhất không vào bán kết nhưng vẫn có chỗ. Hôm 16 tháng 2, FIFA công bố kế hoạch tổ chức Club World Cup với 32 đội vào năm 2025 thay vì 7 đội như hiện nay. Theo Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp, quyết định này của FIFA có thể gây hậu quả nghiêm trọng và làm gia tăng áp lực việc làm và phúc lợi với cầu thủ. Mặc dù cả hai đã thỏa thuận sẽ có một buổi đàm phán chung về lịch đấu quốc tế trước hội nghị FIFA vào tháng 3 năm sau nhưng kế hoạch mở rộng Club World Cup được FIFA đưa ra một cách đơn phương mà không hề tham khảo ý kiến của hiệp hội này. Thậm chí FIFA cũng không hỏi đến ý kiến của các cầu thủ. Trong trận chung kết với Argentina, đội tuyển Pháp sẽ mặc trang phục bao gồm áo, quần và tất toàn xanh dương. Trước đó, họ mặc áo xanh, quần trắng, tất đỏ để đại diện cho ba màu quốc kỳ nước này. Sự thay đổi này có phần bất đắc dĩ để tránh trùng màu quần trắng với Argentina. Khi sử dụng bộ trang phục này tại World Cup năm nay, Pháp thua Tunisia 0 ở lượt cuối vòng bảng. Vào năm 2018, khi đánh bại Croatia 4-2 ở chung kết World Cup, Pháp đã mặc trang phục toàn xanh và lên ngôi vô địch. Hãng CNN của Mỹ hôm 16 tháng 12 dẫn nguồn tin nói rằng văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị gửi thông điệp hòa bình ở trận chung kết World Cup giữa Pháp và Argentina nhưng đã bị FIFA từ chối. Ông Zelensky muốn gửi thông điệp hòa bình thế giới tới người hâm mộ nhưng không rõ ông Zelensky muốn phát biểu trực tiếp hay sử dụng video được ghi sẵn. Nguồn tin từ CNN còn cho biết nguồn các cuộc đàm phán giữa Ukraine và FIFA vẫn được tiến hành. Hiện tại, FIFA chưa phản hồi yêu cầu bình luận của CNN. Theo Chủ tịch FIFA, ông mong muốn người hâm mộ có thể tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ trong trận đấu hơn là những vấn đề ngoài lề. Huấn luyện viên Argentina Lionel Scaloni đang cân nhắc sử dụng hệ thống có 5 hậu vệ và 2 sơ đồ khác để đối phó với đội tuyển Pháp tại chung kết World Cup 2022. Ở buổi tập tối ngày 16 tháng 12, Scaloni cho Argentina đá với sơ đồ 5 hậu vệ với bộ 3 trung vệ là Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi và Cristian Romero, còn 2 cầu thủ trái cánh là Nahuel Molina và Marcos Acuna. Argentina từng vận hành tốt sơ đồ 5 hậu vệ này khi đấu Hà Lan ở tứ kết. Ngoài ra, Scaloni còn cho Argentina tập 2 sơ đồ khác là 4-4-2 và 4-4-3, với vị trí của Angel Di Maria được cân nhắc kỹ nhất. Tiền vệ 34 tuổi đá chính 2 lượt đầu gặp Ả Rập Xê Út và Mexico, rồi chấn thương đùi ở trận cuối vòng bảng gặp Ba Lan. Hiện tại, Di Maria đã đủ thể trạng đá chính trận chung kết World Cup 2022. Ở trận tranh cúp vàng, Argentina cũng sẽ chào đón sự trở lại của bộ đôi hậu vệ biên bị treo giò ở bán kết là Marcos Acuna và Gonzalo Montiel. Đây có thể là những phương án được đưa ra để Argentina đối phó hàng công Pháp, nhất là sự nguy hiểm của Kylian Mbappe. Theo kế hoạch triển khai lực lượng an ninh của Pháp, khoảng 14.000 cảnh sát sẽ làm nhiệm vụ khắp cả nước để đảm bảo an ninh trong ngày diễn ra trận chung kết World Cup. Phần lớn lực lượng sẽ tham gia đảm bảo an ninh ở thủ đô Paris, nơi được dự đoán sẽ có những cuộc tụ tập khổng lồ trong trường hợp Pháp giành chiến thắng. Đại lộ sẽ cấm các phương tiện vào ngày 18 tháng 12 và hơn 2.500 sĩ quan sẽ túc trực ở khu vực lân cận. Trước đó, các cuộc đụng độ cũng diễn ra ở Pháp sau khi đội tuyển nước này giành chiến thắng trong trận tứ kết. Tuy nhiên, giới chức Pháp tuyên bố cảnh sát nước này sẽ đề cao cảnh giác với những kẻ gây rối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Ẩm thực và Cuộc sống. Nếu như các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho nhiều người khác cùng biết. Hãy đăng ký subscribe để tiếp tục nhận được những video mới nhất đến từ Ẩm thực và Cuộc sống cho kỳ World Cup đầy sôi động này. Xin chào và hẹn gặp lại!